Cô chào mừng các con đến với khóa học toán lớp 5 trên olm.vn. Tiết học trước, các con đã được tìm hiểu về km vuông. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một đơn vị diện tích nữa, đó là hecta. Các con có biết hình ảnh trên đây là địa danh nào không nhỉ? Đây chính là vườn quốc gia Cúc Phương với diện tích lên đến 22.408 hecta. Vậy hecta là gì? Để đo những khu vực có diện tích lớn, ngoài đơn vị km vuông, chúng ta có thể sử dụng một đơn vị khác là hecta. Trong đó, hecta thường được dùng để đo diện tích đất trong những ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp. Hecta là diện tích của hình vuông có cạnh 100 mét. Đơn vị hecta viết tắt là HA. Ta có 1 hecta bằng 10.000 mét vuông và 1 km vuông bằng 100 hecta. Với những kiến thức đã học, các con cùng vận dụng làm một số bài tập sau. Hỏi chấm 1. Chọn số đo phù hợp với diện tích của mỗi địa danh dưới đây. Trong 3 địa danh, tỉnh Đà Nẵng là khu vực có diện tích lớn nhất, nên ta chọn số có đơn vị diện tích lớn nhất là km vuông. Bảo tàng Hà Nội là khu vực có diện tích bé nhất trong 3 địa danh, nên chọn đơn vị là mét vuông. Cuối cùng, ta chọn được vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích với đơn vị là hecta. Cô sắp xếp lại các số đo phù hợp với diện tích của mỗi địa danh như sau. Sang bài tập 2, các con điền số thích hợp vào chỗ trống. Ta có 1 km vuông bằng 100 hecta. Vậy, ta điền được 5 km vuông bằng 500 hecta. Ngược lại, 100 hecta bằng 1 km vuông. Vậy 345.000 hecta bằng 3.450 km vuông. Ý tiếp theo, cô có 1 hecta bằng 10.000 m vuông. Suy ra được 42 hecta bằng 420.000 m vuông. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được thêm hai đơn vị đo diện tích mới là km vuông và hecta. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo trên olm.vn.